chương trình sử dụng thì thấy có hiệu quả. Thì hôm nay Nga tới showroom để mua thêm sản phẩm về sử dụng cũng như là muốn giới thiệu đến nhiều người hơn. Thì bây giờ các bạn nghe Nga nói chia sẻ đôi lời về cái quá trình Nga sử dụng Sarom ha. Rồi xin mời em. Đang hàng tiếng hả? Dạ. Thì lúc trước á là Nga đi làm ở cái công ty cũ á, là da mặt Nga bị dị ứng đó các bạn. Thì nó có nổi mụn đỏ là gì nè. Thì có một cái người chị kia cũng uống cái dòng Savaron Salam. Không, uống cái dòng thường thôi, dòng trung cấp thôi là cỡ 350. Thì bà uống là bà nói là mụn bà hết. Thì Nga mới đi mua Nga uống, mà Nga uống dòng cao cấp hơn là 450. Mà không hiểu sao thì uống lúc đầu uống một thời gian nhưng mà vẫn thấy nó bình thường à. Vẫn nổi đỏ, vẫn mụn đỏ bình thường, không hết phim. Thì một thời gian cỡ 2-3 tuần sau bắt đầu đi khám bệnh thì phát hiện là bị hở van tim. Hở van tim thì trong cái khoảng thời gian trước đó là cũng hay là mệt nhưng mà cũng không có để ý lắm đâu. Rồi tối ngủ thì hay là tim nó hay đập nhanh đó các bạn. Nằm mà nghiêng một chút xíu hoặc là sau đó là bắt đầu tim đập nhanh hồi hộp là mình thức liền. Thức xong một hồi sau mới ngủ. Mà hồi đó là nằm lướt web nha, nằm lướt Facebook nha. Nhưng mà khi mà mình bỏ điện thoại xuống là cỡ một tiếng, nửa tiếng, một tiếng mình mới ngủ được. Nay á thì mà uống cỡ 2 tháng cái dòng đó nhưng mà thấy nó không có hiệu quả. Thế vẫn bình thường, với lại không có ai mà tư vấn cho mình là mình phải uống dựa vào căn cứ huyết áp của mình như thế nào. Cũng không có ai hướng dẫn cho là mỗi ngày mình uống bao nhiêu cộng đó. Tự Nga lướt cái trang pay đó, là uống bao nhiêu cộng đó thì tự bỏ vô thôi, chứ cũng không có tăng liều lượng nhìn kia đâu. Bình thường nên uống cảm giác như là uống chơi chơi thôi chứ cũng không thấy có hiệu quả gì hết. Thì lúc trước là mình cũng hay bị cái vấn đề như là dạng như rối loạn kinh nguyệt các bạn. Thì thường là một người phụ nữ trung bình mình một tháng đúng không, mà có khi là 2 tháng mới bị một lần. Thì cái lần này là như mỗi lần mà bị như vậy là kéo dài một tuần đó. Kéo dài một tuần thì sao nó vẫn bình thường, cũng không có gì thay đổi cơ thể mình để mình nhận biết được rằng cái sản phẩm nó tốt hết. Thì khi mà bắt đầu mới bắt tay vào chuyển một dòng khác, cũng là Savaron nhưng mà dòng khác, thì vô tình mới tìm từ một cái Facebook của cái chị đại lý này chi nhánh gì của ở Hà Nội á, Facebook web lướt cái trang page của bà, lướt để tìm ra cái người bán ở Việt Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì lúc đó là mới tìm được cái anh Hiệp đó, là nhưng mà lướt anh Hiệp đó thì chỉ lướt sơ thôi, thì thấy anh Hiệp có tan cái bài chị làm nói là đại lý ở chi nhánh ở Bình Dương này kia, Thủ Dầu Một thành phố á, thì bắt đầu mới tìm ra được chị Liên Minh. Thì theo dõi chị Liên Minh xuống cỡ một ngày đó, chắc cũng mất mấy tiếng đồng hồ để lướt Facebook của chị đó. Lướt ra hả, là phải kiếm coi là chị đó bán dòng sản phẩm đó làm sao, phản hồi của khách hàng có hay không. Chứ hoàn toàn là cái trang bay mà hồi đó Nga mua Savaron á là không có một cái phản hồi của khách hàng luôn. Thì mình chỉ biết đến từ một người giới thiệu thôi, mà người đó uống chỉ được có 2-3 tuần thôi thì người đó giới thiệu, chứ mình cũng không có theo dõi họ dài để biết được kết quả của họ uống như thế nào. Thì may ra là tìm được chị Liên Minh thì có được phản hồi của nhiều khách hàng á, rồi mình mới tin tưởng, mình mới cảm thấy phấn khích, mình lướt lên mới biết được chị có một cái showroom tại thành phố Thủ Dầu Một, rồi mới tin tưởng, càng tin tưởng hơn, tại vì có hẳn cái showroom ở đây là giấy tờ này kia, kinh doanh này kia là đầy đủ, là cảm thấy rất là tin tưởng các bạn. Thì cái dòng Savaron Paraman này là Nga chưa có dùng thử luôn, ở bên trang bay kia cũng có bán nhưng mà nó chỉ bán loại 250 thôi các bạn, chứ không phải là 350 như bên đây, mà Nga không có uống. Thì bây giờ là Nga mới bắt đầu tìm hiểu cái sản phẩm này và uống thì cảm thấy rất là uống, tính ra là mới được có 3-4 tuần gì à, cỡ một tháng thôi, chưa tới nữa. Uống thì ngủ rất là ngon, khi mà cảm giác mà mình cầm điện thoại lên mình lướt đúng không, mặc dù không buồn ngủ hay buồn ngủ gì, tới giờ là bỏ điện thoại xuống để ngủ, sáng mai đi làm rồi nằm xuống ngủ luôn, có khi ngủ nào cũng hay luôn á, không biết là mình sự mình ngủ hoặc hay thiêu mình ngủ, không có nằm xuống là ngủ liền, giấc ngủ rất là ngon, ngủ thẳng giấc luôn. Trừ khi mà những cái ngày nào mà mệt mỏi quá hoặc là coi phim hết hồn riết thì cảm thấy mới thôi, chứ thật ra là ngủ rất là ngon các bạn. Và tim ngủ tối, tim không bị mệt đó. Đi cầu thang thì mình đi cũng bình thường thôi, nhưng mà chủ yếu là mình cần có vận động mạnh là được, chứ hồi đó hả ginh nhẹ một chút xíu là Nga đã thấy là tim đã bắt đầu đập nhanh, đập mà đến nỗi các bạn cảm thấy cái lồng ngực của mình mà nó rung chuyển luôn đó.
Trời, muốn rớt tim ra ngoài luôn. Thì uống cái sản phẩm này á, thì Nga cảm thấy là uống tim của mình rất là khỏe. Đôi khi mà mình đi cầu thang hoặc mình đi nhanh quá thì nó hơi mệt một chút xíu thôi, chứ không đến nỗi nào mà tim nó làm mệt như trước nữa. Với lại ngủ rất là ngon giấc. Còn về, nhưng mà trong cái tháng này á, thì kinh nguyệt nó rất là đều, không phải là đều nữa mà là nó như là một cái cơ địa của nhiều người phụ nữ khác. Tại vì khi trong cái quá trình hàng tháng mà mình rụng trứng một lần đúng không, là kéo dài từ 3 đến 4 ngày đó, thì là đó là cái tiêu chuẩn, đó là cái gọi là cái cơ bản, cái, mỗi người đều phải vậy rồi. Chứ mà kéo dài quá một tuần hoặc hơn là thường là hay có vấn đề về kinh nguyệt. Nga thì trong cái tháng này là Nga chỉ đúng có 4 ngày là Nga xong, 4 ngày là xong. Nếu như một người bình thường, mình rụng trứng bình thường thôi, chứ kéo dài quá là không tốt cho các bạn. Nên uống cái này cảm thấy được nhiều lắm đó. Da dẻ, mặc dù á, là phim thì Nga cũng đang trị, là đã hết mụn rồi, nhưng mà viêm lúc đó thời đó uống là viêm nó không bị đỏ, nhưng mà vẫn mụn bình thường nha, nhưng mà không bị đỏ, đỏ mụn thì thường mụn viêm nó hay bị đỏ lắm các bạn. Mà các bạn mà uống sao uống cái dòng này vô á, cảm thấy da mặt của mình á nó hơi sáng một chút xíu, mà cái vùng mụn viêm đỏ nó không có còn đỏ nữa, nó không bị ngứa, nó ít khi bị ngứa lắm, nhưng mình đi bụi thì nó sẽ ngứa thôi đó. Đó là những gì mà Nga được khi mà Nga đến với Savaranti Á này. Và bây giờ thì cảm thấy rất là hay, với lại được nhiều phản hồi của khách hàng từ biết được từ chị Linh Minh á, thì bắt đầu bán cái sản phẩm này, truyền tải đến cho nhiều người để họ có vấn đề bệnh tật này kia. Chứ thật sự là Nga cũng đi săn tìm nhiều loại sản phẩm để tốt cho sức khỏe của mình, mặc dù là cũng có cái dòng như tiểu đường, cũng có đi tìm cái dòng đó nữa, nhưng mà tìm hoài không ra đâu có cái nào để có thể trị tiểu đường đâu. May mắn là cái sản phẩm này có nhiều phản hồi là giảm lượng đường huyết có người cũng hết luôn, cảm thấy rất là tin tưởng sản phẩm này lắm các bạn. Nếu các bạn có cơ hội, có điều kiện thì nên dùng sản phẩm này, cho dù mình không bị bệnh hay bị bệnh gì cũng vậy, nên mình phải cần cái là phòng bệnh trước khi nó phát bệnh ra. Thì Liên Minh trong quá trình bán salon này á, thì cũng gặp rất là nhiều khách hàng phản hồi là đã sử dụng rất là nhiều dòng khác nhau rồi nhưng mà không có hiệu quả. Thì rất may là Nga là một trong số những khách hàng đó cho mình cái kết quả để cho các bạn thấy là salon Tây Á rất là tuyệt vời, giống như là các bạn đại lý phân phối hay nói. Thì trước đây là mình cũng cứ kêu là có nhiều khách hàng nói như vậy nhưng mà không có ai để cho mình có cái cơ hội để mình phỏng vấn, cho mình để lấy feedback của khách hàng. Nó hôm nay là rất là may mắn là Nga có đề nghị mình là thôi em về em làm đại lý cho chị để cho giúp cho nhiều người để có sức khỏe, tại vì cái dòng sản phẩm này nó quá tốt đi đó. Chứ còn trước đây cũng có nhiều khách hàng tới showroom của Liên Minh nói là đã dùng những sản phẩm khác rồi và không có hiệu quả, để sử dụng cái này như thế nào đó. Thì lúc đó là khách nói xong khách đi luôn thì mình không có cơ hội để mình ghi nhận lại những cái lời mà khách nói. Thì hôm nay là Nga lặn lội từ Bình Dương lên trên đây để lấy sản phẩm về để giới thiệu bạn bè và người thân. Thì xung quanh cũng rất là nhiều người đang mắc phải những cái căn bệnh đó, thì Nga muốn lấy ngay để về mà giúp những người đó giải quyết ngay cái vấn đề về sức khỏe cho mọi người. Rồi như vậy ha. Rồi nay là mình chúc cho Nga là mua may mắn đắt, rồi giúp cho được nhiều người có được cái sức khỏe ha, nhất là người thân bạn bè xung quanh mình ha. Rồi cảm ơn.